Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái bài tập để giúp cho các bạn gọi là tăng cái sự bền bỉ của các ngón tay. Thì thông thường khi các bạn tập một cái bài tập nào đó, nếu các bạn tập thời gian quá ngắn, ví dụ chúng ta đánh chỉ có 4-5 lần, thì thường cái tay của chúng ta khi tập được rồi, thấy nó ok. Nhưng khi các bạn cần một cái câu đó đánh nhiều lần, thậm chí các bạn phải nghĩ đến trường hợp như thế này: khi bạn mới tập tay bạn còn khỏe, bạn đánh câu đó 5 lần, 7 lần nó đúng hết. Nhưng khi các bạn đưa nó vào một cái bài hát hoặc là trong một cái hoàn cảnh các bạn phải diễn, các bạn phải đánh trước đó khoảng 15 phút rồi, 3-4 bài trước đó rồi mới tới bài này, thì lúc đó tay của chúng ta lúc đó mỏi yếu chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta đánh có thể sẽ bị sai. Do đó trong bài học này các bạn sẽ tập cái sự bền bỉ cho cái ngón tay bằng cách chúng ta đánh những câu đơn giản, nhưng chúng ta phải đánh nó lâu. Thì hàng ngày các bạn nên nhớ đó, các tay guitar cũng vậy, họ có tập những cái bài đó nhưng mà họ tập liên tục, họ đánh có thể là 2-3 phút một cái câu đó, sau đó họ mới ngừng. Thì chính vì vậy nó tập cái câu đó như là ghi nhớ thẳng trong não, vô thẳng trong tay, và cái độ ì của cái tay nó không có. Chúng ta đánh liên tục vậy thì nó mới khỏe được ha. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu đơn giản như sau nha. Các bạn đánh ngay ngang nốt mi nè, ngang năm của dc ha, ngang năm của dì mi là nốt la ha, sau đó ngang 7 là nốt si và ngang 8 là nốt đô ha. Thì bạn đánh Anthony Bikin hết thì phải lên xuống nha. Đã, câu như vậy. Cái câu thứ hai nó sẽ đổi một tí, là đáng lẽ các bạn quay lại nốt mi đây thì bạn đánh nốt pha đây. Thì cái câu của chúng ta như thế nào, đổi chỉ có hai nốt này nha. Nào. Các bạn cứ đánh câu đó nha, chúng ta đánh lâu một tí ha, để xem là các bạn đánh giữ nhịp và nó lâu được cỡ bao xa. Thì chúng bắt đầu để ghi nhớ câu này, bạn đánh chậm một tí nhưng mà chúng ta phải giữ nhịp đều ha. Cứ như vậy các bạn có thể đánh một cái khoảng thời gian đến lúc mà tay chúng ta cảm thấy mỏi hoặc là bạn đánh sai, các bạn nghĩ lại, nếu được các bạn nhịp chân và các bạn có thể mở một cái timer, tức là cái thời gian để xem là mình đánh từ lúc mình đánh đúng cho đến lúc mình sai là mình duy trì được bao lâu. Nếu mà các bạn đánh là chỉ mới có mười mấy giây các bạn đã gọi là chật nhịp hoặc là bị sai nốt rồi thì các bạn nên xem lại ha, nên xem lại. Lúc đó chúng ta có thể đánh chậm lần tí để cho hai tay nó quen, tại vì đơn giản khi các bạn đánh chậm mà các bạn đánh đúng thì nó tăng sự tự tin và cái tay của bạn nó sẽ đều ha. Còn chúng bạn đừng cố gắng đánh quá nhanh nhưng mà các bạn đánh bị sai thì cũng như vậy thôi, không có tác dụng gì hết. Chúng ta tập lại nha. Đó, cứ như thế các bạn đánh mà tăng tốc độ dần dần ha. Bài thứ hai thì nó hơi khó hơn một tí, bởi vì các bạn phải đánh giang ngón ra. Phải dang ngón nó ra một tí. Thì cũng tương tự vậy, như lúc nãy các bạn đang đánh chùm liên 4 thì bây giờ các bạn đánh chùm liên 3 ha. Thì chúng ta bắt đầu nghe nốt pha là ngăn số 6 à, đô, ngăn 8, rê, ngăn 10. Rồi sau đó chúng ta lên ngăn 8 của dc ha, là nó son. Ngăn 7 là nó si và ngăn 10 là nó rê. Anthony Bikin hết nha, chùm liên 3 nhé bạn. Đó, nó cứ như vậy ha. Các bạn, mình đánh chậm rồi bạn nhớ nốt ha. Tương tự như vậy, các bạn tập kiên trì ha, chậm, mình từ từ mình nhanh lên ha. Tương tự như vậy các bạn có thể kéo lên ở các ngang cao hơn để các bạn tập. Giống như câu nãy các bạn đánh ngay chỗ này, giống như là la. Các bạn có thể tăng lên trên trên này. Tương tự vậy vẫn được cả thôi. Thì không chỉ bài học này mà những cái câu lick mình sẽ dạy các bạn, các bạn cũng thể tập theo cái kiểu này như được. Hay những cái câu lick ngắn các bạn có thể đánh
xong rồi chúng ta duy trì liên tục như vậy để xem là cái độ ổn định của cái tay của bạn như thế nào. Và điều đó sẽ giúp ích cho các bạn trong việc là gọi là nâng cao cái sức chịu đựng của ngón tay, giống như gọi là mình, khi mình chạy thì mình gọi nó là sức bền nha. Thì hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn ha. Cái đàn mình đang sử dụng ở đây là cái đàn custom ha, của Amigo Guitar, dòng cao cấp nhất của hiện tại ha. Các bạn có thể xem cái clip tại đây, nó review chi tiết của cái đàn này, nếu bạn có nhu cầu thì ủng hộ nha. Và nên nhớ hiện tại hai dòng đàn giá rất cạnh tranh, 3 triệu mấy nhưng mà đang giảm chỉ còn 2 triệu 9 mà được tặng rất nhiều phụ kiện nha các bạn, đến 30 tháng 4 mới hết. Nên nếu bạn có nhu cầu hãy ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.